âm thanh khả ái rất nguy hiểm, nó biến mình trở thành một kẻ lệ thuộc. Tăng Thiếu Hoàng là một ông vua có công đầu tiên thống nhất Sơn Hạ của Trung Hoa, mà suýt chết mấy lần về vì mê một tiếng đàn. Đằng này ông ta không phải là mê tiếng đàn của một người nữ như nhiều vị vua hôn quân khác, ông ta mê tiếng đàn của một người gọi là nhạc công nam. Trong lịch sử thì Tăng Thủy Hoàng là dựng lên nước Tần. Thủy nghĩa là đầu tiên, Hoàng là ông vua, tức là ông vua đầu tiên dựng lên nước Tần. Ông ta, người ta không biết tên ông là gì, mà biết chắc chắn rằng ông là con của gọi là Lã Bắc Vi, tức là thừa tướng Lã Bắc Vi và hoàng hậu Triệu Cơ, tức là hai người lén lút với nhau sanh ra ông. Và lúc đó đó thì ông vua đương triều nghĩ rằng là Tăng Thủy Hoàng là con ruột của mình. Và cuối cùng chính Tăng Thủy Hoàng đã giết chết cha của mình để mà làm những công việc, bởi vì cha mình quá giỏi, cái ảnh hưởng của ông ta ngày càng giảm, cho nên giết chết cha của mình và bắt đầu làm những việc mà rất là đặc biệt trong lịch sử của người Trung Hoa. Thì nước Tần và nước Yên luôn luôn có những cuộc chiến tranh với nhau. Thái tử của nước Yên tên là Đan cử một hiệp sĩ tên là Kinh Kha đến thích khách Tăng Thủy Hoàng bằng cách là gọi là khải đàn cho ông ta nghe, rồi trong lúc để cho ông vua say mê tiếng đàn mới bắt đầu ra tay hành hiệp, mà bởi vì võ công của Tăng Thủy Hoàng quá cao cho nên bị thất bại. Khi phát hiện được cái âm mưu đó thì Tăng Thủy Hoàng đã cắt quân đánh nước Yên và sang bằng nước Yên. Thì Cao Tiệm Ly là người bạn thân của gọi là nghĩa sĩ Kinh Kha, bắt đầu mới tuyên thệ là tôi sẽ gọi là phục thù để mà báo quốc và rửa hận cho bạn. Ông ta đổi tên họ rồi làm cái người gọi là tủ bảo, kia là quản lý rượu trong một cái khách sạn, ngày xưa gọi là tủ điếm. Khách sạn của Trung Hoa luôn luôn gọi là phục vụ rượu, gọi là tủ điếm. Luyện tập ngày đêm về cái tiếng đàn của mình, đến độ là vua Tần nghe được và chịu về kinh để mà khải đàn cho ông ta nghe. Thì trong lúc khải đàn như vậy là Tăng Thủy Hoàng đang bị mê hồn trận, rớt vào một cái cảnh giới gọi là tiên bồng. Và trong đó có một vị đại thần rất là trung với lại Tăng Thủy Hoàng, mới lưu ý rằng ông này là người nước Yên, bởi vì tôi xuất thân từ nước Yên nên tôi biết. Tăng Thủy Hoàng hoảng hốt quá, mới dùng cái phân ngựa đốt lên, dùng khói đó gọi là tra tấn Cao Tiệm Ly, làm cho ông ta bị mù lòa. Nhưng mà vì mê cái tiếng đàn đó vẫn giữ ông ta lại để mà phục vụ như là một nhạc công trong triều đình sau những cái giờ mà làm việc hành chính triều chính căng thẳng. Thì chuyện gì đã xảy ra? Tăng Thủy Hoàng đánh mất đi sự tỉnh gọi là cảnh giác, nghĩ rằng một người mù thì không thể nào hành thích được, ngoài trừ là Tạ Tốn Kim Mao Sư Dương mù mà ông ta đánh là bách chiến bách thắng, thế có thể bắn chim được, nghe tiếng gió biết con chim nó đang ở bên chỗ nào, gọi là lắng nghe cái âm thanh của nước chảy biết con cá đang nằm ở chỗ đâu, ghim xuống là dính liền, ngoài trừ Tạ Tốn thôi. Còn những người mù khác thì không có được chức năng đó. Cho nên là ông ta nghe đàn đến lúc mà gọi là thiếp vào giấc ngủ. Thì lúc bấy giờ Cao Tiệm Ly không gọi là nghe Tăng Thủy Hoàng khen nữa, mà nghe bắt đầu tiếng gái xuất hiện, cho nên nghĩ rằng là ông ta đã ngủ, dùng một cái đàn tính bổ vào đầu của Tăng Thủy Hoàng. Thì Tăng Thủy Hoàng là một con người rất là nhạy cảm, nghe tiếng đàn vừa dứt là biết rằng là có chuyện gì đó, cho nên anh ta ngã lăn vào một bên, cái đàn đập xuống một cái không trúng, và cuối cùng là Cao Tiệm Ly cũng đã bị xử giảm. Câu chuyện này cho thấy rằng là chỉ có một tiếng đàn rất đẹp, rất điêu luyện, rất là du dương trầm bổng, đã làm cho Tăng Thủy Hoàng phải mê hồn trận và suýt chết mấy lần. Cho nên là những âm thanh khả ái nó làm cho con người có khuynh hướng là thỏa mãn các nhu cầu của giác quan và bất chấp đi đến tính mạng của mình. Và từ đó chúng ta có thể suy ra nhiều vị hôn quân khác đã mê những cái tiếng nói của người nữ. Người nào có cái tiếng nói mà trong trẻo, gọi là tha thước, xin lỗi, gọi là quyến rũ thôi, là ông vua có thể là mê chết. Chính vì vậy mà người ta đã nói rằng là vua hay là tướng đứng trên vạn người nhưng mà đứng sau con người, đứng dưới con người đó là bà vợ, hay là một cái người mỹ nhân nào đó có một cái giọng nói tuyệt vời, nguy hiểm lắm. Và trong tu hành,
chúng ta không chỉ tránh những mỹ nhân kế mà còn tránh luôn cả các nam nhân kế nữa. Đối với người nữ thì nam trở thành đối tượng khái, không như là kinh Tăng Chi lần trước chúng ta nói, Đức Phật khẳng định không có âm thanh nào quyến rũ người nữ bằng giọng nói của người nam, và ngược lại. Người thì có giọng kim, giọng thổ, tiếng trầm, tiếng bổng khác nhau, nhưng mà nếu đó là đối tượng của mình thì cái giọng nói dù có khàn khàn cỡ nào đi nữa mình cũng thấy khoái thương. Về là cứ nhớ thôi, về cứ thổn thức. Tiếng nàng như tiếng chim, giọng nàng như là thanh thoát, như gió thoảng mây bay, nghe rồi tâm biến mất. Ví dụ vậy, đại khái nó quyến rũ ghê gớm lắm. Và tu trong trường hợp này không có nghĩa là chúng ta bỏ đi hết tất cả những cơ hội thưởng thức, nhưng mà quán để chi? Để mình không bị say mê cái giọng nói của những người khác, bài vợ của mình, để mình không còn gọi là lẳng lơ hoa việc với những cái giọng nói của người nghe nào khác ngoài chồng của mình. Cái đó là cái quan trọng đối với cái người tại gia. Bá Nhà Tử Kỳ cũng là một trường hợp điển hình, phải không? Bá Nhà có một cái tai khải đàn rất là đặc biệt, Tử Kỳ còn hơn nữa, cho nên họ đã kết thành bạn tri âm, tức là biết về âm thanh, hiểu được đâu khi người ta khải đàn như vậy là biết cái tâm trạng của người đó như thế nào, được hòa gỡ vào trong từng cung phím. Và khi mà Tử Kỳ bị chết do vì bệnh dịch thì Bá Nhà đã đập nát cây đàn đó, không sử dụng nữa. Và mặc dầu là một gọi là nhạc công vang danh khắp thiên hạ, nhưng mà anh ta đã bỏ đi sự nghiệp của mình, và do đó cơ hội đóng góp cho cuộc đời cũng mất. Thì trong trường hợp này là khi mà người ta không còn có được một cái người bạn biết được mình, hiểu được âm thanh, gọi là tâm tưởng của mình, thì người đó gọi là tìm một cái con đường tương đối là tiêu cực. Cái này nó là một cái phản ứng, hay là một cái tình huống ứng xử đối lập lại với tình trạng của một người đam mê quá độ như là Tằng Thí Hoài. Rõ ràng cả hai trường hợp đều không có lợi, và cũng đều là cái đối tượng để chúng ta lưu tâm, quán chiếu và tu tập. Âm thanh không hài lòng dễ dàng làm cho chúng ta bực dọc, ví dụ như là lời lịnh hót, lời chửi bới, hay là những cái tiếng động, tiếng ồn của xe cộ, hay là tiếng nói của những người mà mình không thích, hay là lời than vang, lời trách móc, đều là những đối tượng âm thanh làm cho mình khó chịu vô cùng, bực dọc. Nếu như những lời nói khả ái, những lời nịnh hót, những lời ngọt mặt chết ruồi, những cái lời gọi là tán tăng bốc mình, nó là một cái vũ khí để mà nâng mình lên, cuối cùng là đạp mình xuống vũng sâu, thì những lời mang tới cách đối lập làm cho con người của mình bực dọc khó chịu lắm. Có nhiều người chỉ một lời nói không hài lòng của người khác có thể trả thù người đó bằng cách là giết chết người đó, hoặc là hãm hại người đó bằng nhiều cách thức khác nhau. Trong truyện Trăng Châu Kỳ của Trung Hoa có một câu chuyện rất là hay, đó là Trần Nguyên Hạo là vua của nước Tây Hạ. Ông này khi làm vua rất là ác độc, bởi vì sợ bị gọi là nước Tống xâm lăng mình, cho nên lúc nào cũng cắt quân đánh Tống trước, lần nào đánh thì cũng thất bại, cho nên can qua cứ nổi dậy và khổ đau cứ chằng chóc, tất cả gần như là những người nam mới lớn của nước Tây Hạ đều phải bị chết, bởi vì phải nhập ngũ. Cho nên nhiều quá phụ, rồi nhiều người nữ gọi là mất tình nhân, quá phụ mất chồng, đều than quán than trách ông ta. Khi ông ta trên đường trở về lại nước Tây Hạ để phục quốc thì ngủ trọ vào một cái nhà, và cái bà này rất là tốt với ông, mà không biết ông là Trần Nguyên Hạo. Rồi trong lúc mà nói sơ ý thôi, hỏi Trần Nguyên Hạo hỏi chồng của bà đâu, rồi bà không có người con trai nào ở trong nhà sao, bà nói rằng là chồng tôi đã bị chết, các con trai của tôi là nhập ngũ đã bị giết ở chiến trường, và cả xóm làng này không còn người nam, là cũng bởi vì hôn quân Trần Nguyên Hạo. Ông ta nghe cái lòng ta giận ghê gớm lắm, rồi chờ gia đình ngủ hết, ông ta lấy kiếm giết hết toàn bộ cái làng đó đi, thì sợ người ta phát hiện ra tông tích của mình. Bởi vì trong cái thời gian lưu lạc ở Trung Nguyên, tức là nước Tống, ông ta bị điên cuồng do vì người em gái ruột của mình, cái công chúa đã xoán ngôi, nhưng mà cơ hội phục thù đã trở về với ông. Ở đây câu chuyện này cho chúng ta thấy là một lời nói phê bình thôi, mà rõ ràng ông ta là hôn quân thật,
chỉ vì muốn cho nước mình được yên, cho nên các quân đánh những người khác theo cái học thuyết mà ngày nay một số nhà chính trị đã từng tuyên bố, tức là chuẩn bị chiến tranh là cách thức để bảo vệ hòa bình. Câu này nghe nó khát máu phải không ạ? Thì rõ ràng có những trường hợp như vậy, ví dụ Pakistan và Ấn Độ là hai nước vốn là anh em với nhau, một nước tách ra làm hai, rồi bây giờ là tranh chấp về cái mảnh đất Kashmir mà quanh năm suốt tiếp phủ, giá trị kinh tế không có, mà một ngày chiến tranh như vậy là khoảng là $1 triệu đổ ra, chưa nói về thiệt hại nhân mạng, rồi các cơ sở hạ tầng kiến trúc vân vân, để giành với nhau một mảnh đất không có giá trị thương mại, với một cái chiêu bài đó là chủ nghĩa yêu nước, nguy hiểm lắm. Rồi hai bên gọi là đầu tư vào vũ khí hạt nhân, bỏ ra hàng tỷ hàng triệu đồng để làm công chuyện đó thôi, bảo vệ chuyện biên cương tổ quốc. Mà trong cái đó dân chúng Ấn Độ, Pakistan là nghèo mạt riệp, nghèo rất mồng tơi đúng nghĩa. Người giàu Ấn Độ triệu phú cũng có, tỷ phú cũng đó, nhưng mà người nghèo của Ấn Độ có thể nói là chắc là chỉ thua là nước Solomon thôi, ở châu Phi thôi, chứ còn không thua bất cứ nước nào cả. Nhưng mà chính phủ lại không đầu tư những cái công trình an sinh xã hội phúc lợi, nhưng mà đầu tư vào chiến tranh vũ khí để chi? Để chứng tỏ mình là một cường quốc của châu Á sau khi Nga Xô bị sụp đổ. Cái hãnh diện tự hào về một cái chủ nghĩa cường quốc đã làm cho họ sẵn sàng giấy khởi vũ khí và chiến tranh để bảo vệ biên cương của mình, để bảo vệ hòa bình. Nhưng mà nói theo đạo Phật, tâm bình thì thế giới mới bình được, có nghĩa là mình phải phòng thủ cái tâm sát hại của mình, không để cho tâm nó được xuất hiện. Phải làm thế nào đó cho mình trở thành một con người an vui, tất cả mọi người làm gì đó thì chắc chắn là chiến tranh sẽ không có. Nhưng mà đó là cái con đường tạo dựng hòa bình của tôn giáo và đây là của đạo Phật. Còn các nhà chính trị thì không bao giờ chấp nhận. Và do đó khổ đau của chồng chất. Đó là chưa nói đến những trường hợp chúng ta nghe những âm thanh, những lời nói mang tính cách là tà kiến, tức là nhận xét sai. Và rõ ràng chúng ta sẽ sẵn sàng phỉ báng Đức Phật nè, phỉ báng giáo pháp của Ngài nè, phỉ báng những bậc tu chân chánh. Hoặc là chúng ta phỉ báng những con đường đạo đức, khuyến dụ người khác vào con đường tội lỗi, khẳng định rằng chết là hết, bây giờ làm phước làm tốt để làm gì? Khổ đau mỗi ngày vẫn xuất hiện, người làm phước chưa chắc gì hưởng lạc ở trong cuộc đời. Với học thuyết đó, người ta đã khuyến khích người khác là vào con đường tà kiến và bao nhiêu tội lỗi đã xuất hiện chỉ vì một cái nhìn thiển cận. Về phương pháp tu quán âm thanh thì Đức Phật dạy, đó là đầu tiên chúng ta phải quan sát cái ngữ điệu của lời nói, nó tạo thành giá trị trong ứng xử. Ví dụ chúng tôi ra một cái câu như thế này là anh về muộn quá vậy. Nó, nếu chúng ta đặt ra ba cách thức gọi là ngữ điệu khác nhau, nội dung nó trở thành khác nhau hoàn toàn. Người vợ gặp người chồng về nói câu anh về trễ quá vậy. Ở đây chúng ta thấy này, nó là biểu đạt về ngôn ngữ chăm sóc, lo lắng, cảm thông, thương yêu, triều mến. Rồi cái câu thứ hai, nếu như một người nào đó, một người vợ nào đó phát biểu anh về trễ quá vậy, là ở đây là ghen à, tức à, hồ nghi à, mục đích tại sao bữa nay ông về trễ, là khác liền à, về trễ với gì, mà cái này giống như mua ra lệnh, đại khái vậy. Là tức là mỗi một cái ngữ điệu nó tạo ra một cái lớp ý nghĩa khác nhau, và cái tác dụng của nó đối với người nghe cũng khác lắm, cái cách ứng xử nó khác liền à. Và nếu như mà người chồng khéo trong trường hợp này có thể nổi xung thiên lên lắm, chàng ba đình có thể xuất hiện. Nhưng mà trong trường hợp đó, Đức Phật dạy chúng ta phải tìm hiểu về động cơ của lời nói. Nhiều khi cái lời nói rất là gay gắt, rất là cáo, nhưng mà nếu nó phát xuất từ một động cơ gọi là quan tâm, thương yêu, lo lắng, thì chúng ta không nên giận, mà phải buồn, ê xin lỗi, mà phải thương hơn. Đó, thì cái cách thức thứ nhất là chúng ta phải quan sát ngữ điệu và động cơ của các cái cách phát ngôn khác nhau, để cho cái phản ứng giận dữ, phản ứng bực tức nó không xuất hiện. Đó là trong trường hợp chúng ta phải đối đầu với một trạng thái âm thanh hay là một cái tình huống âm thanh không khả. Trong trường hợp thứ hai, đó là chúng ta nghe những lời
trái tai, nhưng mà nếu nó là những lời khuyên chân thành, nội dung của nó là xây dựng và giá trị của nó là hướng thượng, thì chúng ta phải quan niệm rằng đó là những lời trung ngôn nghịch nhĩ lệ ư hành, trái tai nhưng mà lệ về phương diện hành động, lệ về phương diện ứng dụng. Cho nên chúng ta đừng nên buồn mà phải biết cảm ơn. Còn đối với những trường hợp mà âm thanh mà nó tạo cho mình sự quyến luyến, thì Đức Phật dạy là mình phải tìm một phương pháp thay thế, tức là dùng một cái loại âm thanh khác. Thấy mình nghe một cái loại nhạc cụ gì đó mà tâm mình mê đến độ là không có đó là ăn không được, mà mất cái đó đi là mất đi một phần của sự sống, thì lúc bây giờ mình biết rằng mình đang rơi vào một tình huống là hưởng thụ quá mức. Mặc dù các lời nhạc cụ đó không có gì là sai lầm, không có gì là bài bản, nhưng mà để tâm mình bị cuốn hút quá nhiều vào một loại hình âm thanh nào đó, thì lúc bấy giờ chúng ta trở thành nạn nhân hay là trở thành kẻ nô lệ. Thì Đức Phật dạy là chúng ta phải biết dừng và tìm cái cách khác để thay thế. Một trong những cách khác thay thế đó là chúng ta có thể nghe lời kinh, tiếng kệ, hay là chúng ta nghe những lời giảng dưới dạng cassette, hay là dạng CD audio, hay là dạng CD MP3, vân vân. Nó làm cho mình gọi là tạo lại một sự thăng bằng. Hoặc là chúng ta có thể đưa nhạc vào trong Phật giáo. Mặc dù Đức Phật nói rằng là âm thanh của nhạc là một tiếng ồn của đời sống nội tâm, làm cho mình quyến luyến, khó tập trung, nhưng mà nếu đưa vào một cách thức đúng cách, nó có thể hỗ trợ cho con đường tu tập. Cho nên kinh điển Đại Thừa bắt đầu gọi là khuyến khích người khác sử dụng nhạc cụ để mà tán thán cúng dường ca khen tặng Đức Phật. Rồi bây giờ cái nghi thức mà tán tụng trong nhà Phật, mặc dù rất là cổ truyền, nhưng mà nó là những cái lời ca tiếng hát để mà cúng dường Phật và Bồ Tát. Rồi bây giờ các nhạc sĩ Phật giáo sử dụng những cái loại nhạc tinh, nhưng mà mang tính chất là xây dựng, mang tính chất là chuyển hóa hướng thượng, vẫn được xem là những cái tốt. Gần đây chúng tôi có triển khai cái phần là thực hiện phổ nhạc một cái nghi thức tụng niệm. Đầu tiên là nghi thức cầu an, rồi đến nghi thức cầu siêu. Ở các đám tang chúng ta thấy là mỗi khi mà âm thanh của tiếng mõ lề chuông được cắt lên, vang lên trong một cái đám ma, nó gợi cho mình về một cái âm hưởng của vô thường, của chết chóc. Cái đó tốt thôi. Những con người nào mà quá hăng hái lao theo những cái dục vọng, lao theo những cái bản năng, lao theo những cái mà không cần thiết đó, thì nghe cái đó có thể tỉnh thức quay trở lại chính mình. Nhưng mà những người là đã hiểu rồi đó, mà nếu chúng ta quá nhấn mạnh về cái góc độ của vô thường và tan tóc, sẽ làm người ta trở nên bi lụy. Nhà Phật dạy chúng ta là không nên để cho con người bị bi lụy bởi cái chuyện chết chóc, tang thương. Do đó nhạc cụ trong trường hợp này nó làm cho nội dung thì không thay đổi, nhưng mà khi người ta nghe một cái lời nhạc về lễ tang, tâm người đó không trở nên bi quan mà trở thành một cái gì đó rất là phấn chấn, nghĩ rằng biến cái đau thương này trở thành một cái hành động thực tiễn, đó là làm sao cho kẻ còn lẫn người mất đều được có lợi, như là tinh thần của kinh Địa Tạng đã dạy. Hoặc là Đức Phật cũng còn dạy trong kinh là chúng ta phải biết quán vô thường và vô ngã. Âm thanh là vô thường, cho nên tất cả những gì mà mình say mê nó cũng có những cái hạn chế và giá trị nhất thời. Cái gì nhất thời thì không đáng để chúng ta phải quyến luyến mãi mãi. Và vô ngã có nghĩa là mình không có một cái chủ thể để mà tiếp nhận những âm thanh lưu luyến đó. Thực chất chỉ là những cái phản ứng cảm giác ở trên đầu óc của mình thôi, thông qua cái cơ năng của cái lỗ tai, chứ nó không phải là một cái gì đó thật sự là lâu dài và quan trọng. Bây giờ chúng ta qua đến cái cách tu về lỗ mũi. Lỗ mũi là chúng ta ngửi mùi. Loài ong có một cái khả năng đó là đánh mùi rất là tốt, phải không ạ? Nghe một cái mùi hoa, ong tế để hút mật. Hoặc là loài chó, nhất là những loài chó săn, chó bạc rê của Đức, nó có thể ngửi đánh được cái mùi xa vài cây số là chuyện thường lắm. Rồi người ta đã sử dụng cái chức năng khứu giác đặc biệt để mà phát hiện những cái loại heroin, ma túy, phân phân, chặn đứng những cái con đường tội lỗi trong xã hội. Hay nói cách khác là cái khứu giác là một trong những cái chức năng dẫn đạo cho động vật. Nói chung là vậy. Cái khứu giác của loài động vật nó mạnh hơn là khứu giác của loài người. Tuy nhiên có một vài trường hợp đặc biệt á, loài người cũng có khứu giác đặc biệt. Nhất là trong kinh Pháp Hoa nói, nếu mình tu theo kinh Pháp Hoa mà tu đúng mức á,
mình có được 1000 công đức về cái lỗ mũi. Công đức ở đây không phải là cái phước, mà là có được những cái chức năng để nhận định, hiểu được, phân tích được từng cái loại gọi là mùi vị khác nhau. Tức là chức năng có được 1000 chức năng, hay là có thể đánh giá được gọi là hàng ngàn loại mùi vị khác nhau, mà lỗ mũi mình nó không bị sơ và lẫn lộn. Cách đây vài năm thì chúng tôi có đọc ở trên kiến thức ngày nay, thì biết được một cái tin là có một vị bác sĩ phương Tây đoán bệnh và trị bệnh bằng cách là hửi cái mùi nách của người khác. Thế bà ta chỉ cần ngửi cái mùi thôi là biết rằng bệnh này là nó thuộc ở giai đoạn đầu hay là giai đoạn sau, có bị cấp tính hay không, rồi phải chữa trị như thế nào, chữa được hay không. Thế là đó là một cái khả năng đặc biệt thỉnh thoảng xuất hiện ở một vài con người. Mà cái đó nói theo kinh Pháp Hoa là bởi vì bà ta có được một cái giá trị đặc biệt nào đó, tức là cái nội lực đặc biệt để giúp cho mình có thể nhận biết được cái mùi của người khác. Nhưng mà trên thực tế cái mùi đó, nó làm cho con người bị quyến luyến ghê gớm lắm. Nó không thua gì cái sự quyến luyến về âm thanh đó. Mùi hương và các hương liệu nó tạo và tăng giá trị sự thu hút và quyến rũ. Nhất là người nữ thường sử dụng cái này lắm mà. Không biết có không, nhưng người tu thì không có rồi. Có nhiều người sử dụng một cái loại hương liệu nào đó mà khi mà vắng nó thì cái người tình nó cảm thấy là thiếu cái gì. Nó quen. Theo cách thức và dân gian Việt Nam thường nói là liêu thiêu quen chậu, vợ chồng quen hơi. Nghe cái mùi của nhau là thấy thích. Mặc dù nhiều khi cái mùi đó nó không có khả ái lắm. Cái chấp thủ ở trong cái mùi vị rất là nguy hiểm. Vậy do đó phải tu. Phải tu là vậy. Chứ bằng không á, những cái mà nó không cần thiết nó trở thành là chi phối cuộc đời của mình. Khi chúng ta nghe cái mùi canh chua, cái phản ứng của cái lưỡi là gì? Chảy nước miếng phải không? Hoặc là khi chúng ta đang ngồi thiền mà nếu như có một cơn gió, cái làn nướng ở kế bên chùa Xá Lợi này mùi nó bay qua, lúc đó không biết mình chảy cái mùi vị gì nữa. Người nào ăn mặn nguy hiểm lắm. Nó làm cho mình bị phân tâm, nó làm cho mình bị tán thần, nó làm cho mình mất tập trung, và nó làm cho mình thèm khát. Cái nguy hiểm là ở chỗ thèm khát. Và chính sự thèm khát đó nó làm cho mình khó tập trung lắm. Ở trong các vị A-la-hán thời Đức Phật đó, có một vị tên là Tăng Đồ Lô. Không biết có thật không mà kinh điển sách sử ghi lại. Vị này kiếp trước là nổi tiếng về đầu bếp, mùi vị ý, ăn uống. Cho nên dù chứng quả A-la-hán rồi, các cái dư nghiệp, tức là cái ảnh hưởng hay là quán tính về thói quen ngửi mùi và thưởng thức đó, nó vẫn còn nhiều. Cho nên là khi nào mà có các gia chủ tới mời đi trai tăng là cử ngài Tăng Đồ Lô đi. Không biết có thật không mà thấy nghe cũng hơi kỳ kỳ. Rồi sau này là có nhiều vị tu không chân chánh, có nhiều vị giả người tu, rồi cứ đến trai tăng là cứ đến chùa để dự. Do ta gọi là những vị tăng Tăng Đồ Lô. Cái từ đó đầu tiên rất là cung kính cao thượng, giờ dùng cho những cái vị mà không mời mà đến. Bây giờ nó xảy ra rất nhiều ở trong các ngôi chùa, mà nhất là khi cái cuốn mà gọi là địa chỉ tự viện trong chùa Thành phố Hồ Chí Minh ra đời đó. Người ta biết cái chùa nào có giỗ tổ, rồi những ngày kỷ niệm, những ngày lễ lớn đầy hết trơn. Cho nên những vị đó biết hết một ngày khi đi trai tăng 2-3 chỗ. Mà nếu như chúng ta quan niệm là mình có phúc báo nhiều cho nên người ta mới cúng dường nhiều, vậy là sai lầm. Cái đó là mình đang vay mượn, đang mượn nợ, và lúc đó là mình đang tổn phúc rất là lớn. Cho nhiều vị cao tăng là ít đi trai tăng là vậy đó. Tức là làm công việc tốt cho người khác thì làm, nhưng mà đến lúc mà người ta cúng dường lại cho mình thì không nhận. Như vậy cái phước mình nó còn hoài. Thế còn mình vừa làm tốt, ta cúng dường mình cái là nó trổ quả rồi. Mà nói theo kinh điển, nhất là cái nghi thức sám hối hồng danh đó, chúng ta làm hết tất cả các công việc, nhưng mà không cầu việc gì hết, để cầu cho sự giác ngộ thôi. Chuyện nó vẫn được, nghĩa là mình hồi hướng, chuyển cái năng lực của một cái hạt nhân hay là một cái nhân tốt về phước
trở thành một cái nguồn năng lực để phục vụ cho tu tập và tâm linh vẫn được, theo sự dụng ý của mình. Do đó khi mình làm một việc gì đó mà thấy người ta khen nhiều đừng có mừng, thì mình thưởng thức cái mùi khen đó, làm cho mình mất đi cái phước đó hết chứ. Ta làm mới vừa xong rồi khen cái là hết phước liền. Do đó Đức Phật dạy là đừng quá chú trọng về lời khen của người khác, tức là đừng chú trọng về các phương diện của sự hưởng thụ. Người ăn chay mà nghe đến cái mùi vị mặn thì khó chịu vô cùng, phải không ạ? Thậm chí một cái chén rửa rất là sạch rồi, nhưng mà cái hương, cái mùi của tanh á, nó vẫn còn bám, nhất là những loại chén sành hay là đũa, mà đũa cây á, đũa gỗ á, thì cái mùi nó vẫn còn. Do đó mà vào một cái nhà nào đó mà đưa phục vụ thực phẩm chay bằng những loại chén đũa này, người tu khó mà dùng được lắm, nó tanh khó chịu. Còn ngược lại, những người mà quen ăn mặn thưởng thức gọi là sơn hào hải vị đó, khi nào mà thiếu những cái mùi này là chịu không nổi. Cái nào nó cũng tạo ra một cảm giác lệ thuộc. Có những cái lệ thuộc tốt và có những cái lệ thuộc không tốt. Gần đây thì cái công nghệ ăn chay của Đài Loan được phát triển rất lớn. Họ tạo ra những loại sản phẩm tôm chay, cua chay, cá chay, nước mắm chay. Cái này nó trái với thần nhập Phật vô cùng. Thế ngày xưa Lục Tổ Huệ Năng, trong cái thời gian mà còn gọi là loạn lạc đó, mặc dù đã được truyền y trở thành vị tổ thứ sáu, nhưng mà vì người ta ganh tị, người ta hãm hại, cho nên ngài phải lẩn trốn ở trong rừng sống chung với thời săn. Thì ngài mới gọi là ăn chay bằng cách là lặt ra bỏ trong cái nồi thịt, dù thỉnh thoảng cũng ăn chút mấy miếng thịt chứ, nhưng mà ngài quan niệm nó là đồ chay, cho nên dù ăn nước mặn nhưng mà vẫn trở thành chay. Còn bây giờ chúng ta đang ăn đồ chay mà làm các cái hương vị mặn, cái hình thù mặn của đùi gà, thực ra có gì đâu, chỉ có một cái sả thôi à, cái cùi sả cộng thêm một vài cái mì căng hay gì đó mà, chứ bằng cái gì, à đậu kia thôi. Đấy, trở thành cái đùi gà, mình ăn chay mình tưởng tượng đang xé cái đùi gà nuốt vào trong miệng thì mình đang gieo một cái nghiệp nặng. Cho nên cái công nghệ ăn chay này, nếu mà nói theo một cách thức nào đó rất là tội lỗi. Nó làm cho con người lúc nào cũng vươn tới cái nghiệp sát. Ăn chay mà biến thành mặn, mà nhất là cái hương vị đó. Tới những cái chỗ mà bán đồ chay này, chúng ta thử mua nước mắm chay coi, y hệt cái mùi nước mắm cá thu. Mặc dù chúng tôi chưa có nếm nước mắm cá thu là sao, nhưng mà nghe người ta nói vậy đó, y hệt luôn. Còn có mùi tôm, y hệt mùi tôm mà. Mùi gà là y hệt cái mùi gà, nguy hiểm vô cùng. Do đó quý vị nhớ là phải tẩy chay những cái đồ thực phẩm chay này, đừng bao giờ dùng. Ở chùa Giác Ngộ chúng tôi yêu cầu là chay tăng là không bao giờ sử dụng như thế này, bởi vì độc tố nó rất là cao. Nó được sử dụng, nó được làm bởi những hóa chất. Cái hương vị là hóa chất thôi, mà hóa chất càng nhiều thì ảnh hưởng đến sức khỏe càng lớn. Mà người tu theo nhà Phật là không đặt nặng về hương vị, mà chỉ xem nó như là một phương tiện để mà sống thôi, duy trì mạng sống. Tuần sau chúng ta sẽ học về cái cách tu gọi là trong thực phẩm ăn uống, chúng ta sẽ nói rộng hơn về cái này. Ở trong dân gian Trung Hoa, chúng ta biết đến một vị vua nổi tiếng, đó là Vi Phương Câu Tiễn, như vừa rồi liên hệ đến gọi là Ngô Phù Sai. Ông này có một cách trả thù rất là độc đáo, mà tạo thành hai cái thành ngữ quan trọng trong cuộc đời, đó là nằm gai nếm mật, cái thứ hai là quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Đó là cái bắt nguồn từ sự tích này. Ông ta nuôi quân 10 năm trời để mà phục hận. Rồi cái thứ hai nữa là cứ mỗi một ngày như vậy á, ông ta yêu cầu là vợ của mình cũng như là những người là trung thành với ông treo một cái túi mật trong nhà, trước khi ông ta ăn một bữa cơm nào đó phải liếm cái mật đó, nó đắng vô cùng. Để gì? Ông nhớ đến những cái khổ đau mà ông đã phải chịu 10 năm qua. Để gì? Để nhắc rằng là bá tánh của nước Việt khổ sở bao nhiêu năm phải chịu cống cho nước Ngô. Rồi với tư cách là một nhà vua thì ông có thể nằm gọi là niệm tốt
giường cao sặc sỡ như không, nằm một cái giường gai, để lúc nào cũng cảm thấy là khổ đau khó chịu vậy đó. Nếm cái hương vị, và cuối cùng nhờ đó mà ông đã thành công, khởi nghĩa thành công. Thì trong trường hợp này là người ta sử dụng, nó không phải là một cách tu, nhưng mà lợi dụng vào cái mùi vị, hương vị đó, để mà làm cho gọi là mình có được một cái sức chịu đựng phục thù. Và do đó về phương diện mà tu về lộ, về cái lửa như thế nào, thì Đức Phật mới dạy là cái hương, cái vị là cái mà làm cho con người dễ dàng bị bệnh lắm. Do đó nếu như không biết cách tu thì rất là nguy hiểm. Người Trung Hoa họ nói chữ thánh là được kết hợp bởi ba cái bộ phận. Bên đây là chữ nhĩ là lỗ tai, bên phải là cái khẩu cái miệng, bên dưới là chữ vương, có nghĩa là cái người làm chủ về cái miệng và làm chủ về cái lỗ tai. Làm chủ về cái miệng thì có hai trường hợp: thứ nhất làm chủ về lời nói, cái thứ hai là làm chủ về sự tiêu thụ ăn uống. Và Đức Phật dạy một cách tương tự, tức là một người thánh là một người biết phòng hộ các cái giác quan của mình, đặc biệt ở đây là phòng hộ về cái miệng. Miệng là cửa ngõ của bệnh, cũng là cửa ngõ của các tai họa. Nếu như mình phát ngôn bậy thì quả nó tới, ăn uống tiêu thụ không có lựa chọn thì bệnh sanh. Do đó tu trong trường hợp này rất là quan trọng. Ở trong kinh Pali có kể một câu chuyện nói về nguồn gốc của loài người trên hành tinh này. Câu chuyện này thì nó gợi chúng ta về một thái độ nhận thức liên hệ đến cái mùi vị. Đó là một số chư thiên ở các hành tinh khác, chư thiên kia là một loại hình chúng sinh có khả năng giác quan cao hơn con người, nền khoa học kỹ thuật của họ tốt hơn mình. Ví dụ chúng ta được biết qua các hành tinh của đĩa bài hay là người ngoài hành tinh, họ mới đến cái hành tinh của mình nè, rồi quan sát, rồi mới thấy đất ở đây nó lạ, nó khác với cái đất ở trên đó, cho nên họ mới ngửi và lấy đất nếm vào trong cái lưỡi, rồi sanh tâm đam mê. Cho nên tất cả những cái thần thông phước báo mà họ có đó nó bị giảm sụt, và cuối cùng đã trở thành những con người đầu tiên ở trên hành tinh này. Ở đây chúng ta không nói về cái nguồn gốc của loài người theo học thuyết tiến hóa hay là theo học thuyết gọi là phát triển từ loài khỉ phượng, không không, mà chúng ta chỉ nói cái quan điểm của nhà Phật cho rằng con người á xuất hiện đầu tiên trên hành tinh này á, nó bắt nguồn từ các hành tinh khác, có nghĩa là các hành tinh khác đổ bộ vô cho nên mình mới có. Chứ còn đạo Phật không nhấn mạnh về cái nguyên nhân khởi thể của con người là cái gì như khoa học đã nói, cho nên lưu ý chuyện đó. Cho nên sự tham đắm về cái vị nó làm cho con người chìm xuống, là từ một con người cao trở thành một người thấp, hay là các khả năng giác quan con người nó sẽ bị giảm thiểu. Nếu như người có thần thông nhiều mà sống đặt nặng về cái hưởng thụ giác quan thì thần thông nó sẽ bị biến mất thôi. Cái điều mà kinh điển dạy chúng ta là như vậy. Cái uy tín, cái tư cách của con người cũng vậy. Nếu như chúng ta sống mà quá lệ thuộc vào cái phẩm thực ăn uống thì mình trở thành phàm đó. Nhìn vào một người tu hay là nhìn vào một người nào đó, dù là thủ tướng, tổng thống, là vua, mà nếu ăn mà cứ quạm quạm thế này là biết là cái người này không phải là cái người đặc biệt. Bởi vì không đặt nặng, người đặc biệt là không đặt nặng về cái chủ nghĩa tiêu thụ. Cho nên phòng hộ cái lưỡi có nghĩa là làm thế nào đó để cho lưỡi mình không tham đắm các cái vị gọi là khả ái, hoặc là những cái vị gọi là không khả ái như trường hợp của Diệt Vương Câu Tiễn. Và cứ quan niệm tất cả cái vị chỉ là một cái phản ứng quá chất thôi, giữa cái lưỡi, các cái dịch tố ở trong miệng và thực phẩm. Có những cái mình cho rất là ngon nhưng mà người khác cho rất là dở. Người Ấn Độ mà nghe cái mùi với là nếm cái nước tương là họ bỏ chạy à. Hồi lúc chúng tôi mới qua đem theo nước tương mà nước tương kho đó, cứ 10 lít nấu kẹo lại còn thành là 1 ký mang qua bển. Cứ mỗi đến giờ ăn thì mình móc một chút xíu rồi bỏ vô nước sôi ra thành nước tương. Mà ở chung với những người Ấn Độ đó, khi mà chúng tôi kho cái gì đó cái mùi nó bay lên một cái là mấy anh bỏ chạy. Người Ấn Độ chơi trường mà không bao giờ sử dụng nước tương với nước mắm. Lúc đó chúng tôi kho với lại nấm rơm khô đó mà,
họ nghe chịu không được, và kêu họ nếm vô một cái là ói liền. Cho nên cái tác dụng của vị nó đối với sức khỏe rất là lớn. Có nhiều người khi mà tiếp xúc với một cái vị nào có thể có những cái phản ứng người ta gọi là trúng thực, dị ứng thực phẩm, ăn vào nó chỉ có một cái vi trùng nào đó thôi làm cho mình có thể là bị tào tháo rượt. Không biết tào tháo làm sao rượt nhanh không mà nó là tào tháo rượt, nghĩa là bị cái là phải giải quyết liền. Cho nên trong chùa thường gọi cái nhà vệ sinh là nhà thoải mái, vào trong đó ra rồi thoải mái liền. Chúng ta ráng cho nó hết luôn cái phần này, tạm dừng tại đây thì vì nó đã hết giờ rồi. Thì cái phần mà phòng hộ về thân cũng như phòng hộ về ý sẽ được tiếp tục học ở tuần lễ sau. Và chúng tôi cũng hơi lo là nếu triển khai chi tiết như thế này thì không biết khi nào mình mới học hết bộ kinh Trung Bộ. Nhưng mà nếu không triển khai á thì có những cái nó quá xúc tích dẫn tới khó hiểu, rồi mình lại thấy rằng là đạo Phật dạy những cái gì mà nó không có gắn liền với cuộc đời. Quý vị thấy là bất cứ một lời dạy nào của Đức Phật vẫn có thể được xem như là khuôn vàng và thước ngọc là vậy, nó gần dữ lắm, chỉ có điều là chúng ta không thấy thôi. Do đó cái nhìn nó quan trọng là chỗ này, nhìn đúng thì giá trị nó có, mà nhìn trật thì tất cả giá trị đó biến mất. Chúng ta có khoảng 5 phút, 7 phút là để hỏi, quý vị có trao đổi gì không? Nếu không có trao đổi thì có thể chúng ta sinh hoạt 5 phút. Hồi nãy không biết là cái phần sinh hoạt lớp đã xong chưa? Mời bác sĩ lại cho biết là không biết đã xong chưa về cái phần... Kính bạch thầy, lớp thì đã phân công ra tổ rồi, có tổ trưởng rồi. Một lát nữa xong lớp thì xin mời quý vị tổ trưởng hoặc tổ phó ở lại. Tôi sẽ phát giấy, hoặc là bây giờ thì tổ trưởng tổ phó làm ơn nắm danh sách của trong tổ mình, tức là đưa giấy cho các tổ viên ghi vào. Và ngày tuần tới thì quý vị tổ trưởng tổ phó vui lòng cho tôi biết là trong tổ mình có những ai, thì tôi sẽ gửi cái danh sách về. Rất mong quý vị làm theo cái đề nghị của bác sĩ Lợi để cho cái phần mà phân phối tài liệu nó được tốt. Bây giờ kính mời hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ngàn đời vui chơi trong ngôi nhà lửa, nghiệp trần si mê không biết lối ra. Vì niệm bi tâm nên Phật thuyết pháp hoa, chân lý tươi mát bỗng xa lìa oan trái. Vui chơi trong ngôi nhà cháy mộng, bao mối nguy biên ai có hay được. Nghiệp trần si mê nên không mong thoát thân ra, cho đến bao giờ lìa xó xa. Một lần mưa rơi cho muôn loài thấm hương vị, chân lý tươi mát oan trái rơi lìa. Một thừa nhưng theo cơ duyên phân nói ra ba, khiến cho tốt cây đẹp hoa.
thân Phật rực rỡ chân hòa, khắp nơi quy ương ta bà. Vì niềm bi tâm mong bát phát chúng sanh, nên ngài thuyết pháp hoa kinh đã bao kiếp rồi. Lặng nghe tâm thức xôn xao bồi hồi, từng trang giấy mơ cũ dươm câu kinh đem niềm tin mới. Thuốc xưa còn đây, gặp lại chân tánh không sanh diệt, tìm ra pháp giới không sai biệt, vừng dậy trong tâm thương yêu bát ngát này. Trời trong ngôi nhà cháy bùng, bao mối nguy biến ai có hay được. Nghiệp trần mê nên không mong thoát tận ra, chưa đến bao giờ lìa xót xa. Mần mưa rơi cho muôn loài thơm hương vị, chân lý tươi mát oan trái duy liền. Một thừa nhưng theo cơ duyên phở nói ra ba, khiến cho tốt cây đẹp hoa. Thân Phật rực rỡ chan hòa, khắp nơi quy ương ta bà. Vì niềm bi tâm bát phát chúng sanh, nên ngài thuyết pháp hoa kinh đã bao kiếp rồi. Lặng nghe tâm thức xôn xao bồi hồi, từng trang giấy mơ cũ dươm câu kinh đem niềm tin mới. Thuốc xưa còn đây, gặp lại chân tánh không sanh diệt, tìm ra pháp giới không sai biệt, bừng dậy trong tâm thương yêu bát ngát này, hồi hướng muôn loài.